Rồi, kênh Đồng Thủy chào các bạn nha. Hôm nay mình đi lấy chim á, mình quay cho các bạn xem mấy cái con vẹt nha các bạn. Đó, đây là con vẹt đầu xám này nghe. Đó, đây là vẹt mồi nha các bạn. Các bạn để ý, các bạn nghe tiếng kêu của vẹt đầu hồng với vẹt đầu xám đó. Đó, nó kêu om sòm đó. Đó, để quay cho mấy con cho các bạn xem. Đây, đây hai con đầu hồng này. Đó, đầu hồng. À, con đầu hồng nhìn đầu đẹp không các bạn? À, rất là đẹp nha. Rồi các bạn xem này, đầu hồng này. À, cái này sáng quá. Ờ, nhìn hướng này nó cũng bị chói nên nó không thấy nha các bạn. Rồi mình quay cho các bạn xem hai con chim sika này. Đó, sika này, bạn nào lấy alo mình đúng nha. Đó, hai con sika này. Đó, đây có con sika nữa này. Con này sung chắc bỗng đầu rồi. Hung quá. Người ta bắt về mà người ta không biết nhốt á. Người ta tưởng giống như chim bình thường á, người ta nhốt con lồng. Nhốt con lồng hư hết nha các bạn. Đó, con này chưa bị hư này. Bạn nào lấy alo mình nha. Đó, treo đầy nhà đây nha các bạn. À, trung bình một cái người mà đi đánh vẹt đó là trong nhà họ khoảng 50 con chim mồi. Đó, đó nó kêu om sòm đó. Đây, đó, đây ngược hồng nha các bạn. Đó, đây đầu đầu xám. Con này đầu xám hơi đột biến nè. Hơi đột biến nè. Đó, hơi đột biến. Chưa rõ lắm. Ở đây cu vàng này nha các bạn, cu vàng. Rồi con này con vẹt ngược hồng à, con vẹt ngược hồng nha các bạn. Rồi các bạn cứ từ từ nha, nhiều chim lắm, toàn là vẹt không nha các bạn. Đó kia kìa, đó. À, con này đầu đầu xám rồi, trên kia nữa kìa, nó nhiều quá mà. À đây, à. Đây con ngược hồng. Ờ, chim rất là nhiều nha các bạn. Bạn nào lấy sĩ lại alo nha. Bữa nay trên mình hết bị giãn cách rồi đó, cho nên là có hàng lại rồi nha các bạn. Rồi mình quay cho các bạn xem một tí đó thôi. Rồi hôm nào có hàng gì mình quay cho các bạn xem nữa nha.